Tại tỉnh Đắk Lắk thì những tuần qua số lượng bệnh nhân mắc sốt xuất huyết có khuynh hướng gia tăng. Lũy kế từ đầu năm đến nay đã ghi nhận hơn 2.300 ca mắc, trong đó có nhiều ca nặng và 3 trường hợp tử vong. Hiện địa phương này đang là mùa mưa, thời điểm thuận lợi để lăng quăng bọ gậy và muỗi gây bệnh sốt xuất huyết sinh trưởng phát triển. Do đó nếu không có sự phòng dịch tốt, tình trạng sốt xuất huyết sẽ có diễn biến phức tạp hơn. Theo các chuyên gia, khi bị sốt xuất huyết, người bệnh thường bắt đầu hạ sốt từ ngày thứ 3. Tuy nhiên, khoảng thời gian ngày 3 đến ngày 7 mới là lúc bệnh chuyển biến nặng. Ở thời kỳ này, virus dengue đã làm hệ miễn dịch suy yếu rất nhiều, gây ra những biến chứng như sốt huyết dưới da, chảy máu cam. Biểu hiện dễ nhận biết nhất là bệnh nhân nôn ói nhiều, đau bụng, vùng gan, mệt mỏi. Từ đầu năm 2023 đến nay, tại khoa truyền nhiễm Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã tiếp nhận và điều trị cho gần 500 bệnh nhân mắc sốt xuất huyết. Đáng lưu ý, số ca mắc tập trung chủ yếu trong tháng 7 và tháng 8. Nhiều bệnh nhân nhập viện điều trị tương đối muộn, nhập viện trong tình trạng cảnh báo và mắc sốt xuất huyết nặng. Do mình chưa có thuốc đặc hiệu, chỉ là điều trị hỗ trợ triệu chứng. Do vậy vấn đề phát hiện các cái dấu hiệu cảnh báo thì mang ý nghĩa quyết định. Người dân cũng có cái thái độ chủ quan là cứ nghĩ bệnh sốt huyết chưa có gì nguy hiểm, thì từ theo dõi, từ điều trị tại nhà. Ngoài ra, một số cơ sở y tế tư nhân chưa nắm rõ về bệnh sốt xuất huyết. Hầu hết bệnh nhân khi đến khám sẽ được chỉ định truyền dịch, kê đơn thuốc. Trường hợp bệnh nhân mắc sốt xuất huyết chuyển nặng, sốc sốt xuất huyết, lúc này các bác sĩ tuyến trên sẽ rất khó tính toán lượng dịch để bù cho bệnh nhân. Truyền không đúng phác đồ của Bộ Y tế sẽ khiến mức độ nguy hiểm cho bệnh nhân gia tăng. Khi mắc sốt huyết cần phải đến ngay cơ sở y tế để được khám và điều trị, tránh trường hợp đi đến phòng mạch tư là để chỉ được là hướng dẫn là mua thuốc, kê đơn thuốc rồi mua thuốc tự nhà uống, thì điều đó rất nguy hiểm cho những bệnh nhân mà mắc sốt huyết, mà đặc biệt ngày 3, ngày 4 thì dễ rơi vào cái tình trạng sốc. Trước tình hình dịch sốt xuất huyết có nguy cơ diễn biến phức tạp, ngành y tế tiếp tục tăng cường công tác truyền thông cho người dân các biện pháp chủ động phòng chống bệnh sốt xuất huyết và tổ chức chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, đồng thời mua hóa chất xử lý ổ dịch nhỏ và phun chủ động phòng chống dịch sốt xuất huyết.